Nga nói phương Tây đang đùa với lửa. Moscow nhận định phương Tây đang đùa với lửa vì chuyển vũ khí để Ukraine tập kích mục tiêu Nga, có thể khiến leo thang xung đột. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 20 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo, hơn 130 rocket, trong đó có đạn phóng từ tổ hợp HIMARS và RM-70 Vampire, hơn 20 bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 4 tên lửa hành trình Storm Shadow, SCALPEJ của Anh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17 tháng 5 cho biết. Bà Zakharova nói những vụ tập kích sử dụng vũ khí phương Tây này cho thấy rõ Mỹ và Anh đang đứng sau Ukraine. Bà cáo buộc phương Tây khiến xung đột leo thang khi không chỉ chuyển tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng tới Ukraine, mà còn cho phép Kiev dùng chúng tấn công mục tiêu Nga. Chúng tôi một lần nữa muốn cảnh báo Washington, London, Brussels, các quốc gia phương Tây khác, cũng như Ukraine, rằng họ đang đùa với lửa, bà Zakharova cho biết và tuyên bố Nga chắc chắn sẽ đáp trả các vụ tập kích này. Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định Mỹ từ lâu đã tham gia xung đột gián tiếp với Nga, đang đùa với lửa và dường như không nhận thức được những rủi ro nghiêm trọng gắn liền với hành động của mình. Họ bằng cách nào đó không nhận ra rằng để thỏa mãn các mục tiêu địa chính trị, họ đang tiến tới giai đoạn rất khó kiểm soát những gì đang diễn ra và ngăn một cuộc khủng hoảng lớn. Ông Ryabkov nói. Ngoại trưởng Anh David Cameron trong chuyến thăm Ukraine ngày 3 tháng 5 cho biết nước này có quyền sử dụng vũ khí Anh cung cấp để tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Ông Cameron nói Ukraine sẽ quyết định có làm điều này hay không. Trong chuyến thăm Ukraine ngày 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra bình luận tương tự. Mỹ không khuyến khích hoặc cho phép Ukraine tấn công bên ngoài lãnh thổ, song nước này phải tự quyết định về cách tác chiến, ông Blinken nói. Giới chức Nga nhận định những bình luận gần đây của các quan chức ngoại giao phương Tây là thay đổi lớn về quan điểm đối với xung đột tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 5 thông báo tổ chức diễn tập hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin để đáp trả các tuyên bố này. Ngoài tập kích bán đảo Crimea và các khu vực Nga đang kiểm soát, Ukraine gần đây leo thang tấn công hạ tầng trọng yếu sâu trong lãnh thổ nước láng giềng bằng máy bay không người lái, UAV, tầm xa tự chế tạo. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 5 thông báo quân đội nước này đánh chặn và hạ 51 UAV Ukraine trên bán đảo Crimea, 44 chiếc tại vùng Krasnodar, 6 UAV ở tỉnh Bengal và 1 chiếc ở tỉnh Kursk. Các tàu tuần tra và máy bay thuộc hạm đội biển đen Nga hạ 6 xuồng không người lái Ukraine. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.